Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sáng nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thôn Hà Lôi, huyện Mê Linh, Hà Nội được gỡ bỏ lệnh cách ly từ hôm nay. Người lao động mất việc sẽ được hỗ trợ mỗi tháng 1 triệu đồng và tối đa 3 tháng. Trung Quốc sẽ thử nghiệm thanh toán bằng tiền nhân dân tệ điện tử. Thưa quý vị, lúc 6 giờ sáng nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận. Như vậy, đã bước sang ngày thứ 20, Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trong ngày hôm qua đã có thêm 11 trường hợp được ra viện, đưa tổng số ca khỏi bệnh lên 232 trong tổng số 271 ca nhiễm tại nước ta. Thông tin tiếp theo, từ 0 giờ hôm nay ngày 6 tháng 5, thôn Hà Lôi, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội được gỡ bỏ lệnh cách ly sau 28 ngày. Sinh hoạt và hoạt động sản xuất của hàng ngàn người dân trồng hoa nơi đây đang dần trở lại bình thường. Cho đến ngày cuối cùng của hạn cách ly, mọi hoạt động của người dân thôn Hà Lôi, huyện Mê Linh, Hà Nội vẫn diễn ra quy củ nghiêm ngặt. Ghi nhận vào đêm qua, tuyến đường xung quanh thôn chỉ có sự xuất hiện của cán bộ đi phát lương thực, xe phun khử khuẩn. Thôn Hà Lôi là một vùng trồng hoa có tiếng ở Hà Nội. Từ rạng sáng nay, nhiều người dân đã ra ruộng thu hoạch hoa để chờ ngay sau khi gỡ bỏ cách ly sẽ đưa hoa xuống chợ đầu mối để tiêu thụ. Huyện Mê Linh cũng xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp y tế và từng bước ổn định đời sống, sản xuất của người dân sau khi hết cách ly. Người lao động sẽ được hỗ trợ mỗi tháng 1 triệu đồng và tối đa 3 tháng. Đây là nội dung cơ bản trong quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân không bảo đảm mức sống tối thiểu do bị giảm số thu nhập, mất, thiếu việc làm bởi đại dịch COVID-19. Những người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do dịch COVID-19 phải đáp ứng 3 điều kiện. Mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo 1 triệu đồng một người một tháng ở khu vực nông thôn và 1,3 triệu đồng một người một tháng ở khu vực thành thị. Từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020 thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp. Là một trong những công việc như bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định, thu gom rác, phế liệu, bán vé số, chạy xe ôm, xe xích lô, làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe. Để nhận được hỗ trợ, người lao động gửi giấy đề nghị hỗ trợ tới Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú hợp pháp sau ngày 15 hàng tháng. Trong 5 ngày làm việc, Ủy ban Nhân dân cấp xã rà soát và lập danh sách. Trong 2 ngày làm việc, Ủy ban Nhân dân cấp huyện thẩm định. Và trong 3 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phê duyệt danh sách. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, một số tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long vừa có văn bản khuyến cáo các địa phương không sử dụng giống lúa Thiên Đàng để gieo sạ. Do đây là giống lúa chưa có tên trong danh mục giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Việc sử dụng giống này gieo trồng là vi phạm pháp luật. Giống lúa Thiên Đàng được mang về từ Thái Lan, tự nhân giống và cung cấp cho nông dân với giá bán ban đầu là 2 triệu đồng 1 kg và hiện đã giảm còn 50.000 đồng 1 kg. Trong thời gian qua, giống lúa này được đại diện của đơn vị cung cấp quảng cáo là không cần dùng thuốc bảo vệ thực vật mà vẫn kháng sâu bệnh, năng suất khá và được thu mua với giá cao. Tuy nhiên, trên thực tế, giống lúa này hiện chưa được kiểm nghiệm về khả năng kháng sâu bệnh, tỷ lệ hạt lép, chất lượng gạo. Cục trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến cáo bà con cần kiểm tra các giống cây trồng có nằm trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh hay không trước khi có ý định gieo trồng. Cuối tháng 4 vừa qua, một số cơ quan báo chí phản ánh tình trạng khai thác rừng trái phép ở Kon Tum. Trong đó thì hình ảnh của phóng sự được cho là quay tại xã Đắc Côi, huyện Con Rẫy. Sau khi kiểm tra xác minh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum vào tối qua đã cho biết chưa phát hiện có tình trạng như báo chí đã phản ánh. Theo báo cáo Tổng cục Lâm nghiệp, trên địa bàn huyện Con Rẫy chưa xác định được bãi tập kết gỗ, nhà, xưởng gỗ nào có hình ảnh đặc điểm như báo chí đã nêu. Hình ảnh cung đường có xe máy vận chuyển gỗ trên tuyến đường nhựa không trùng khớp với hiện trạng đặc điểm đường giao thông ở đây. Tại huyện Đắc Tô, kết quả điều tra ban đầu cũng chưa phát hiện tình trạng khai thác rừng quy mô lớn và không phát hiện cơ sở mộc dân dụng có các hình ảnh như phản ánh. Theo nhận định, các hình ảnh này có thể đã xuất hiện từ thời điểm đầu năm 2020 và đã được các lực lượng chức năng phát hiện xử lý. Ngày 5 tháng 5, các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa An Phước, tỉnh Bình Thuận đã tiến hành phẫu thuật mở dạ dày của bé gái 5 tuổi, lấy ra búi tóc kết chặt nhiều năm, nặng hơn nửa ký. Bệnh nhân 5 tuổi, trú xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam. Trưa ngày 4 tháng 5, bé được đưa đến bệnh viện khám vì liên tục đau bụng, buồn nôn, ói và không ăn uống được. Kết quả siêu âm và chụp CT scanner cho thấy có dị vật cản quang trong lòng dạ dày. Các bác sĩ sau đó đã tiến hành phẫu thuật mở dạ dày của bé gái, lấy ra búi tóc, ca mổ kéo dài gần 1 giờ.
Gia đình cho biết từ năm 2 tuổi, bệnh nhi có thói quen ăn tóc và ván ép từ bàn ghế. Hiện bệnh nhi hồi phục tỉnh táo. Dịch bệnh khiến hàng loạt hãng hàng không trên thế giới thua lỗ nặng nề trong quý đầu năm 2020 và chưa thể dự đoán tương lai sẽ thế nào. Nhiều hãng hàng không đã quyết định sa thải hàng chục ngàn nhân viên. Hãng hàng không Anh Virgin Atlantic vừa thông báo kế hoạch cắt giảm 3.150 nhân viên và dời tất cả chuyến bay từ sân bay London Gatwick về sân bay Heathrow nhằm cắt giảm chi phí. Tuy vậy, Virgin Atlantic vẫn dự báo về năm 2021 bùng nổ và cho biết chưa có kế hoạch hoãn các đơn đặt hàng máy bay. Hồi tuần rồi, Ryanair thông báo sẽ cắt giảm 3.000 lao động sau khi lượng khách sụt giảm đến 99,6%. Hãng British Airways giảm 12.000 nhân viên, báo lỗ 535 triệu euro. Tình hình kinh doanh của thương hiệu hàng không nổi tiếng Nhật Bản ANA cũng không khả quan. Hãng này báo cáo mức lỗ trong quý 1 cao nhất từ trước đến nay do đại dịch COVID-19. Từ tuần tới, Trung Quốc sẽ bắt đầu thử nghiệm thanh toán bằng tiền nhân dân tệ điện tử tại 4 thành phố lớn. Nếu được chính thức đưa vào sử dụng, đây sẽ là tiền điện tử đầu tiên trên thế giới. Từ tháng 5, nhân viên nhà nước tại các thành phố Thâm Quyến, Thành Đô, Tô Châu và Bảo Định sẽ nhận tiền lương bằng tiền điện tử. Trước mắt, tiền điện tử được dùng để thanh toán cho các phương tiện giao thông công cộng, mua sắm tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực du lịch, khách sạn và sau đó sẽ mở rộng ra các thành phần khác. Đồng nhân dân tệ kỹ thuật số vận hành như tiền giấy thông thường, nhưng chỉ tồn tại dưới dạng mã code trong ví điện tử được Ngân hàng Trung ương Trung Quốc công nhận. Nó cho phép người dùng thanh toán, nhận và chuyển tiền như các nền tảng thanh toán trực tuyến Alipay và WeChat Pay. Trung Quốc kỳ vọng loại tiền điện tử này sẽ góp phần hạn chế những giao dịch từ các loại tiền khác, đe dọa đến sự ổn định của hệ thống tài chính. Trong phần tiếp theo, triệt xóa băng nhóm chuyên thu tiền bảo kê tại khu vực ven khu công nghiệp thành phố Đồng Nai. Điều tra nguyên nhân hai vụ tai nạn nghiêm trọng ở Gia Lai khiến 6 người tử vong. Ngày 5 tháng 5, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng trong vụ quán karaoke hoạt động sai quy định trong phòng chống dịch COVID-19 và cho khách tổ chức sử dụng ma túy. Trước đó, khoảng 3 giờ sáng ngày 3 tháng 5, công an bắt quả tang nhiều đối tượng sử dụng chất ma túy tại quán karaoke ở số 156 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thành Công. Công an đã thu giữ tang vật gồm 3 gói ni lông chứa ma túy tổng hợp, 2 viên nén hình chữ nhật màu xanh nghi là thuốc lắc và nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy. Qua kiểm tra phát hiện 34 trường hợp dương tính với ma túy tại quán karaoke trên. Căn cứ lời khai của các đối tượng và tài liệu thu thập được, lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt giữ Trần Hữu Việt Hoàng, sinh năm 1999 về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời bắt khẩn cấp 6 nhân viên của quán karaoke về hành vi chứa chấp các đối tượng sử dụng ma túy. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Còn tại Đồng Nai, công an vừa triệt xóa băng nhóm của Loan Cá, chuyên thu tiền bảo kê tại khu vực ven khu công nghiệp thành phố huyện Vĩnh Cửu. Nhóm này gồm 9 đối tượng đã hoạt động nhiều năm nay. Qua điều tra ban đầu, nhóm này do Lý Thị Loan sinh năm 1981 và Hoàng Thị Tuyết Nhung sinh năm 1985 cùng ngụ thành phố Biên Hòa cầm đầu. Nhóm này hoạt động tại khu vực đường Đồng Khởi và đường tỉnh lộ 768, xã Thành Phú, huyện Vĩnh Cửu. Chúng dùng vũ lực đe dọa, khống chế, buộc những người bán hàng xung quanh khu công nghiệp Thành Phú phải nộp tiền bảo kê từ 1 đến 1,5 triệu đồng mỗi tháng để được buôn bán. Cả những người bán dạo cũng bị thu mỗi ngày 50.000 đồng. Qua nhiều ngày trinh sát và đeo bám, đến chiều hôm qua, khi các đối tượng đang thu tiền bảo kê, thì lực lượng cảnh sát hình sự ập vào kiểm tra, bắt giữ 9 đối tượng. Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, xử lý. Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai vào chiều qua đã thông tin về hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng cùng xảy ra trên địa bàn xã Ia Krien, huyện Đức Cơ đã khiến 6 người tử vong. Theo đó, đêm 3 tháng 5, tại đường liên huyện thuộc xã Ia Krien, anh Kabul Sia Nhân sinh năm 2002, điều khiển xe máy va chạm với xe máy của anh Rơ Ma Thuần sinh năm 2006 chở theo Ca Bùi Hoàng và Ca Sao Nhiên không đội mũ bảo hiểm. Hậu quả Rơ Ma Thuần tử vong tại chỗ, Ca Bùi Sia Nhân và Ca Sao Nhiên chết khi đang cấp cứu tại bệnh viện. Ca Bùi Hoàng bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Đến khoảng 0 giờ 15 phút ngày 4 tháng 5, tại đường liên xã thuộc làng nước xã Ia Karin tiếp tục xảy ra một vụ tai nạn giao thông khác. Anh Ca Bùi Thách sinh năm 1998 va chạm với xe máy do anh Rơ Lan Kiều sinh năm 2006 điều khiển, chở theo anh Rơ Lan Tự sinh năm 2006.
Cả ba người đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Trong ngày hôm qua, Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai và chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Hôm qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã xử phạt hơn 90 triệu đồng đối với người điều khiển và chủ xe đầu kéo trong vụ chở thuyền khủng gây ách tắc đèo Bảo Lộc nhiều giờ liền. Trước đó, vào 14 giờ ngày 4 tháng 5, xe đầu kéo kéo theo rơ móc chở chiếc thuyền có chiều dài gần 30 mét lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt. Khi lên đèo Bảo Lộc, trong hơn 3 giờ đồng hồ, chiếc xe liên tục chắn hết cả hai làn đường, làm giao thông bị ách tắc nghiêm trọng, xe cộ nối đuôi nhau kéo dài nhiều km. Lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt điều tiết, phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông trên đèo. Chiếc xe đầu kéo khi lên tới Miếu Bà Cô đã bị lập biên bản tạm giữ. Ông Vũ Văn Nghĩa, người điều khiển xe đầu kéo nói trên, cùng chủ phương tiện là doanh nghiệp tư nhân Tài Phúc, đóng tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đã bị xử phạt tổng số tiền hơn 90 triệu đồng vì 6 lỗi vi phạm liên quan đến chở hàng siêu trường. Công an tỉnh Phú Thọ đã triệu tập 8 cá nhân là quản trị viên 22 fanpage và 8 nhóm Facebook vì đã có hành vi đăng tải, chia sẻ các thông tin, hình ảnh, video, ghi lại cảnh điều khiển xe mô tô, đua xe, bốc đầu, lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm. 8 cá nhân nói trên đều là học sinh trung học phổ thông tại các trường trên địa bàn huyện Phù Ninh và thị xã Phú Thọ. Tại cơ quan công an, các em thừa nhận đã lập fanpage nhóm Facebook này, sau đó tổ chức quay các video với mục đích câu view, thể hiện bản thân. Tụ điểm cờ bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã bị triệt phá vào hôm qua. Công an tạm giữ 26 đối tượng có liên quan. Ngoài ra, hàng chục phương tiện xe máy, điện thoại di động, gần 150 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan khác cũng bị thu giữ. Tụ điểm cờ bạc này do Đồng Trương Thiên Nhân sinh năm 1991, ngụ xã Long Khánh tổ chức. Các đối tượng bước đầu đã thừa nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an thị xã Cai Lậy để tiếp tục điều tra xử lý nghiêm. Thông tin quốc tế. Virus SARS-CoV-2 có thể đã xuất hiện tại Pháp từ tháng 12, một tháng trước ca nhiễm đầu tiên. Thưa quý vị, các nhà khoa học Pháp cho biết virus SARS-CoV-2 có thể đã xuất hiện tại Pháp từ tháng 12, tức là một tháng trước khi chính phủ nước này chính thức xác nhận ca nhiễm đầu tiên. Phát hiện này được công bố sau khi các bác sĩ tại một bệnh viện ở Paris xem xét mẫu bệnh phẩm của 14 bệnh nhân được điều trị viêm phổi lạ từ đầu tháng 12 đến giữa tháng 1. Các phát hiện này ở Pháp hoặc trong bất kỳ tình huống tương tự nào giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về sự lây lan tiềm ẩn của COVID-19. Không có gì đáng ngạc nhiên khi các trường hợp mắc COVID-19 sớm nhất đã xuất hiện các triệu chứng từ đầu tháng 12. Ông Limeo cho rằng sẽ còn nhiều ca nhiễm sớm được phát hiện khi các quốc gia xem xét lại mẫu bệnh phẩm của những người bị bệnh từ tháng 12 hoặc tháng 1 do viêm phổi không rõ nguyên nhân hoặc do các lý do khác. Trước Pháp, Mỹ cũng từng phát hiện ra trường hợp tử vong vì COVID-19 vào đầu tháng 2, 3 tuần trước khi chính phủ liên bang ghi nhận ca tử vong chính thức đầu tiên. Giữa lúc cuộc chiến chống COVID-19 diễn ra quyết liệt trên toàn cầu, các nước cũng phải đối mặt với một vấn đề nan giải khác mang tên rác thải y tế. Làm sao để xử lý lượng rác thải y tế đang nhiều hơn bao giờ hết, hiện là nỗi lo lớn tại châu Âu. Vùng Lombardy, Italia hiện chứa lượng rác thải khổng lồ từ các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19. So sánh với thời điểm trước dịch, số lượng rác thải y tế chúng tôi phải xử lý đã tăng gấp đôi, thậm chí có lúc gấp ba. Rất may là giờ các cơ sở xử lý rác đã được giảm tải. Các bệnh viện tại đây phải mở các khóa đào tạo cấp tốc, giúp nhân viên có thể xử lý rác thải y tế. Rác thải sẽ được kiểm tra phóng xạ trước và phải mất một tuần. Các công ty xử lý rác thải mới có thể đến bệnh viện thu gom. Các quốc gia khác cũng ghi nhận sự gia tăng chóng mặt loại rác thải y tế, nhiều nơi phải xây dựng thêm nhà máy xử lý rác thải và hàng loạt cơ sở mới mang tính lưu động để kịp thời xử lý rác. Ô nhiễm môi trường đang gây ảnh hưởng đến đời sống người dân bản địa ở rừng mưa Amazon phía bắc Ecuador. Đặc biệt là sự cố tràn dầu ra sông Coca vào ngày 7 tháng 4 vừa qua đã khiến nguồn nước sinh hoạt của người dân bị ô nhiễm nặng. 15.000 thùng dầu thô và nhiên liệu tràn ra sông sau khi hai đường ống dẫn dầu lớn bị dở do lở đất. Ô nhiễm đã gây ra thiệt hại cho dân cư định cư bên bờ sông Coca, nơi dòng chảy kết nối với các nhánh sông khác đổ ra dòng sông Amazon. Theo tuyên bố từ Liên minh các dân tộc bản địa của Amazon, khoảng 120.000 người bị ảnh hưởng bởi sự cố tràn dầu.
hiện đường ống dẫn dầu chính xuyên Ecuador đã được sửa chữa. Công ty dầu khí nhà nước Petro Ecuador đang tiếp tục phối hợp với các cộng đồng bản địa để khắc phục hậu quả về môi trường do sự cố gây ra. Ong bắp cày khổng lồ châu Á đang trở thành mối lo mới nhất của Mỹ. Các quan chức nông nghiệp tại bang Washington phát hiện những con ong sát thủ này tại một thành phố gần biên giới với Canada. Ong bắp cày khổng lồ châu Á có tên khoa học là Vespa vandarinia. Chúng dài gần 5 cm, nọc độc có thể đoạt mạng người và được xem là loài ong lớn nhất và nguy hiểm nhất hành tinh. Hiện vẫn chưa rõ bằng cách nào mà đàn ong đến được bang Washington. Các chuyên gia nghi ngờ chúng xâm nhập vào Mỹ thông qua vận chuyển hàng hóa quốc tế. Sự xuất hiện của ong bắp cày sát thủ là một mối đe dọa với quần thể ong bản địa. Chính quyền bang Washington cảnh báo người dân không nên tự ý xua đuổi những con ong và báo ngay cho các quan chức nông nghiệp khi phát hiện chúng. Thông tin cập nhật, thưa quý vị, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đang truy tìm chiếc ô tô nghi cán chết một nam thanh niên vào tối qua tại thành phố Thuận An. Khoảng 21 giờ sau khi nghe tiếng động lớn, người dân khu vực đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn qua phường An Phú, thành phố Thuận An, phát hiện một thanh niên nằm chết bên cạnh chiếc xe máy biển số 68K1-29251. Cách đó không xa có một tấm cản trước của ô tô du lịch mang biển kiểm soát 52F-1373. Cản trước ô tô, xe máy cùng thi thể nạn nhân đều nằm trong làn ô tô. Người dân nghi ngờ có ô tô đã cán nam thanh niên và rời khỏi hiện trường bỏ mặc nạn nhân. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.